Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên với các bác một em họa mi thuần đét đẹp, đẹp luôn các bác nhá. Em này thì dáng ngũ trường cao cầu các bác nhá. Phải nói đấy, các bác nhìn cái dáng của nó này, rất là đẳng cấp luôn các bác nhá. Con này thì là chim thuần đét đẹp, đẹp các bác nhá. Thuần đét đẹp, đẹp luôn, nhưng mà em lại không thích quay sách tay, bởi vì là em muốn quay nó như này các bạn, bởi vì các bác nhìn là dáng là rất là đẹp luôn các bác. Anh em nhìn con chim đẳng cấp không anh em? Em zoom đầu mặt cho các bác xem nhá. Chim tam hoàng các bác nhá. Đây là đầu mặt nó này các bác này. Đây là chân này các bác này. Anh em thấy con chim này đẳng cấp không anh em? Người dài như cái sào luôn các bạn. Anh em nào có nhu cầu với em này thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0974648999 các bạn nhá. Nhà em có cả cám chim nữa các bạn. Cám chim thì có cám họa mi, chè than, chè lửa, cám trào màu, cám khiếu và cám tổng hợp anh em nhá. Chim quá là đẳng cấp luôn các bạn. Các bạn nhìn nhá. Em đến sát sạt gần này để quay cho các bác xem. Đang quay video thì có người gọi các bạn nên là phải tạm dừng một chút các bác nhá. Để em lại quay lại quay cho các bác xem. Con chim rất là thuần thôi nhá. Em lại gần sách lồng cho các bác xem. Chơi cánh này. Đấy. Giữ cánh. Cầm lên cái điện thoại đó. Mình lên sách lồng nhá. Ai test độ thuần các bác xem nhá. Màu vàng, chân vàng. Đấy các bác nhá, đấy. Chim thuần sách lồng hot này coi này. Đẳng cấp nha các bác. Em thấy em nói là một em chim đẳng cấp chưa? Chưa căng hẳn. Em này thì nó chưa được căng hẳn đấy các bác nhá. Còn nếu mà để mà nói đẹp thì chấm hết rồi các bạn. Chim vừa mới về xong. Học ra vẫn để đây.